tiếp tục cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn về tình hình diễn ra tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Câu chuyện bàn cờ quân sự trên thế giới trong cái đấu trường Nga-Trung-Mỹ, chúng ta thấy rằng là càng ngày càng rộng đường dành cho BRICS, càng ngày càng rộng đường dành cho BRICS. Trong khi đó ở tại Hoa Kỳ thì Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ ấy, vẫn phải tiếp tục duy trì mức độ lãi suất là 5,25 đến 5,5%. Chưa thể có điều chỉnh trong quý 2 này được. Và sự điều chỉnh của nó có thể diễn ra vào quý 4, có thể hạ lãi suất. Nhưng đấy mới là tiên lượng của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ thôi. Chứ chưa có dấu hiệu để có thể điều chỉnh được nó. Và chúng ta cũng biết là quyền lực lớn nhất của Hoa Kỳ nó nằm ở đồng đô la. Nó nằm ở chính đồng đô la. Vậy thì việc mà Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ chưa thể điều chỉnh được thì nước Mỹ chưa thể bơm tiền ra để hỗ trợ đồng minh được. Có mỗi cánh cửa được coi là ngon nhất, cái dòng tiền ngon nhất ở tại Trung Đông ấy, thì ngày hôm nay đang đe dọa một kịch bản chiến tranh đại Trung Đông. Cái cuộc đối đầu lao vào nhau đang chuẩn bị diễn ra giữa Iran cùng Israel. Mà đợt này thì bản thân Iran đã yêu cầu rồi là Mỹ đứng sang một bên rồi, tránh bị thương vong rồi. Và Mỹ thì cũng thể hiện một cái thông điệp là không hài lòng với hành động tấn công của Israel vào đại sứ quán của Iran ở tại Syria. Và bản thân Mỹ cũng nói rằng là không liên quan gì đến chúng tôi. Và chúng tôi cũng không biết cái cuộc tấn công đấy. Tức là đợt này gần như là Mỹ đưa ra một thông điệp với Iran ấy. Đưa ra một thông điệp với Israel ấy. Là với hành động đó thì Mỹ không thể đỡ được. Chỉ mong rằng là Iran chỉ nhằm vào Israel chứ không nhằm vào Hoa Kỳ. Đó là việc mà Hoa Kỳ đang mong muốn là sẽ nhằm vào Israel thôi. Vậy thì bản thân Mỹ có phải là cũng đang thả trôi câu chuyện ở tại Trung Đông ấy? Khi mà họ đang cố gắng thực hiện kịch bản đại Trung Đông để làm sao mà mở ra được cái đồng, mở van được Petrola, thì đến ngày hôm nay bản thân họ lại bị đuối sức, không biết giải quyết tình hình ở tại Trung Đông như thế nào. Tim Nguyễn nói cái gì đấy? Tim Nguyễn không cần phải AK cứu cái điều đấy đâu nhá. Tỷ lệ đồng đô và đồng euro ấy đang giảm dần trong khối BRICS và các nước thành viên sẽ đẩy cả Mỹ và Âu xuống vị thế thông thường chứ không còn là cường quốc nữa. Thì đây mới là cái mà BRICS làm. Và đây mới là một thế giới mà đang hướng tới. Không có bất kỳ một lý do gì được cho là hợp lý, hợp tình để cho đồng euro và đồng đô thống trị tiền tệ trên thế giới đâu. Không có lý do gì cả. Trong BRICS hiện tại nó có đầy đủ những cơ sở để có được những đồng tiền tệ mạnh nhất. Đó chính là tài nguyên thiên nhiên. Nhưng bản thân Mỹ và Âu thì chỉ có Mỹ có tài nguyên. Nhưng mà tài nguyên của Mỹ thì không đảm bảo cho giá trị đồng đô được. Còn bản thân châu Âu ấy, thì làm quái có tài nguyên mà đảm bảo cho đồng euro. Nó dựa trên nền kinh tế chung của khối và nó phát hành cái đồng tiền đấy. Đúng không? Còn bản thân Hoa Kỳ thì dựa vào tài nguyên thiên nhiên thế giới. Và điều hiển nhiên khi mà đòi ăn cướp tài nguyên của quốc gia khác để bảo lãnh cho tiền tệ của mình ấy, thì nó sẽ nằm trong cái thế là bị động chứ không bao giờ chủ động được. Bảo sao mà gần 20.000 lệnh trừng phạt chống Nga mà thất bại. Cái sự thất bại của gần 20.000 lệnh trừng phạt đấy áp lên Nga bị thất bại là bởi Nga có BRICS. Ngoài ra nữa là Nga đã có chủ động về vấn đề tiền tệ của mình bằng việc là dự trữ vàng trong nhiều năm với một khối lượng vàng rất là lớn. Hoa Kỳ khi mà đánh giá không đúng về tiềm lực của Nga và tầm ảnh hưởng của Nga thì hiển nhiên đến ngày hôm nay phải đối diện sự thất bại. Và Ukraine và NATO thì đang đối diện với một cái thảm họa nghiêm trọng, mối đe dọa nghiêm trọng đến từ Liên bang Nga ngày hôm nay. Tại sao nói là Uka và NATO mà không phải là Mỹ? Bởi vì bản chất NATO đã là Mỹ rồi. Về cái việc này thì nó liên quan đến cánh cửa thép thôi, liên quan sửa đông NATO thôi. Và Nga cũng phát tín hiệu một cách cứng rắn với toàn bộ quốc gia sửa đông và những quốc gia mới tham gia như là Phần Lan.
về cái ý đồ đặt vũ khí tên lửa tầm trung của Hoa Kỳ ở tại nơi đấy. Và đương nhiên đó là vũ khí mang theo đầu đạn hạt nhân. Nga cảnh báo hậu quả nếu Phần Lan đặt vũ khí hạt nhân của NATO trên lãnh thổ của mình. Quan chức Nga cảnh báo Phần Lan về kịch bản thành viên mới của NATO có cho phép liên minh quân sự đặt vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình. Đại sứ Nga tại Phần Lan trong ngày 6 tháng 4 cảnh báo một câu sẽ trả đũa quốc gia Bắc Âu nếu như vũ khí hạt nhân của NATO được đặt trên lãnh thổ của Phần Lan. Và Phần Lan hiện tại đang đóng cửa biên giới với Nga vô thời hạn. Cái câu chuyện đóng cửa Phần Lan hôm qua cũng qua bình luận đấy. Đây là con đường tự tay bóp ối rồi của mình thôi, chứ không thể triệt hạ được Nga. Chính cái hành động đóng cửa biên giới đấy càng khiến cho Nga độc lập hơn khỏi châu Âu, và chính châu Âu mới bị sụt giảm kinh tế. Phần Lan là một trong những thành viên mới nhất của NATO này. Quốc gia này cùng Thụy Điển nộp đơn gia nhập liên minh vào năm 2022 sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở tại Ukraine. Đại sứ ở tại Phần Lan cho rằng là mối quan hệ giữa hai nước Nga và Phần Lan không thể quay trở lại như xưa được nữa. Sớm hay muộn này mối quan hệ giữa hai nước láng giềng sẽ được khôi phục. Tuy nhiên điều đó sẽ không diễn ra nhanh chóng như chúng tôi mong muốn, ông nói. Bàn chân của NATO và bàn chân của Hoa Kỳ tới đâu thì chắc chắn biên giới của những quốc gia láng giềng sẽ có biến. Vậy mà vẫn cứ hô hào là gì ạ? Là lực lượng gìn giữ hòa bình mang lại lợi ích cho một thế giới dân chủ. Phần lớn các dân tộc trên thế giới cũng thấy cảm thấy ngán ngẩm với lại cái luận điệu dân chủ của NATO. Mọi thứ ở đây sẽ phụ thuộc quá nhiều Phần Lan, nước phần lớn ấy đã mất đi sự độc lập trong việc đưa ra các quyết định về chính trị hay là đối ngoại, mà phụ thuộc vào đường lối chính trị chung của Mỹ và NATO đang theo đuổi với Nga. Trong mọi trường hợp ấy, Nga và Phần Lan sẽ hợp tác. Trước đây khi mà Phần Lan đã gia nhập quân sự NATO và thể hiện tính đó là hiếu chiến của mình, ông cảnh báo rằng là Nga sẽ đáp trả nếu bất kỳ vũ khí hạt nhân nào của NATO được đặt trên lãnh thổ Phần Lan. Ông nói thêm rằng là chúng tôi sẽ không thể không đáp lại những quyết định có thể có của Phần Lan trong lĩnh vực này. Đây chỉ là trò chơi hù dọa. Chúng ta biết là một loạt các tên lửa tầm trung của Mỹ đã được đặt ở tại Đông Âu, đặt ở tại Thổ Nhĩ Kỳ đấy. Nhưng làm gì có đe dọa được Nga đâu. Sau khi mà xung đột ở tại Ukraine nổ ra thì chính cái điểm đấy lại trở thành cái điểm rút lui của Hoa Kỳ khi mà chính thức bước vào đàm phán đã đảm bảo lợi ích an ninh cho Nga. Và trong trường hợp Ukraine quay trở lại với Nga và vẫn còn lại tồn tại một nhà nước Kiev nào đó để cho toàn bộ Liên minh châu Âu có thể bình thường hóa quan hệ với Nga một cách tốt nhất, và châu Âu muốn nhờ vào bàn tay sắt bọc nhung của Nga nữa, thì chính châu Âu cần phải có hành động để đảm bảo an ninh cho Nga. Việc này chúng ta tự hiểu hai yếu tố phải xảy ra. Một là biên giới NATO vào năm 97. Thứ hai là toàn bộ những quốc gia phi hạt nhân thì đẩy vũ khí hạt nhân về quốc gia đang sở hữu. Đấy cũng là một bước cản khó khăn cho châu Âu hậu chiến dịch quân sự đặc biệt ở tại Ukraine. Còn về câu chuyện chiến dịch ở tại Ukraine ngày hôm nay, Vũ Quang chưa thấy cái lý do gì mà Nga lại không tiến về Odessa khi nó là chìa khóa chiến lược quan trọng với sườn phía nam của nước Nga, mà trong bối cảnh hiện tại thì Armenia đang bị phương Tây lôi kéo, phía Nga đã gửi lời cảnh báo chớ có rơi vào cái bẫy bánh vẽ của phương Tây mà tự hủy diệt đất nước của mình. Phía Nga đã gửi lời cảnh báo đó. Armenia cũng đã nói rằng là chúng tôi không có ý gia nhập NATO, chúng tôi chỉ hợp tác với NATO thôi, chúng tôi chỉ hợp tác với châu Âu thôi. Nhưng Nga thừa biết khi mà đã hợp tác với NATO là đẩy tới cao trào của an ninh và để xa rời mối quan hệ giữa Armenia và Nga rồi. Nhưng mà khi mà bản thân Armenia đưa ra thông điệp đó, nó cũng thể hiện rằng trong bối cảnh bây giờ NATO chưa sẵn sàng để bảo vệ được Armenia và cũng chưa sẵn sàng để Armenia tạo ra mối quan hệ xấu đối với Liên bang Nga. Vì ngày hôm nay NATO chưa đe dọa và kiểm soát được Thổ Nhĩ Kỳ. Khi mà Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn lựa chọn là phương Tây là con thuyền để đứng thì chắc chắn Armenia sẽ tách rời khỏi Liên bang Nga
Và từng bước như vậy sẽ tạo ra cánh tay nối dài. Nhưng mà ngày hôm nay câu chuyện Ukraine đang trên một cái thế trận là không tồn tại trên bàn cờ quân sự thế giới nữa. Nó sẽ hoàn toàn nằm trong kiểm soát của Nga. Thì bản thân Moldova cùng với Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thể lựa chọn con đường thân phương Tây được. Hiện tại Moldova bây giờ chỉ là ở góc độ chính quyền thân phương Tây thôi. Còn phe đối lập cùng với lại nhân dân Moldova không hài lòng với chính quyền hiện tại. Nhưng chính quyền hiện tại vẫn cứ lãnh đạo, bất chấp tất cả mọi lời kêu gào của quần chúng nhân dân bảo vệ lợi ích của mình. Thì chính quyền bây giờ tìm mọi cách để gia tăng thắt chặt với châu Âu, với NATO, gia tăng thắt chặt với hai điều đấy. Đó chính là cái xu hướng mà Hoa Kỳ muốn đẩy tất cả những quốc gia xung quanh biên giới của Nga sẽ trở thành cái công cụ để chèn ép nước Nga. Đó là mục tiêu của nước Mỹ. Thế nhưng bản thân lãnh thổ của Nga nó quá rộng lớn, thực hiện kịch bản đấy là quá khó, cho đến khi Hoa Kỳ phải kiểm soát được bán đảo Crimea. Còn nếu như không kiểm soát được bán đảo Crimea thì tất cả mọi hành động của Mỹ từ xưa nay nó sẽ đổ sông đổ biển hết, đổ sông đổ biển hết, chứ không bao giờ tồn tại được và cũng không bao giờ mang lại lợi ích cho Mỹ được. Ngay kể cả là Phần Lan và Thụy Điển thôi. Về hai việc này Vũ Quang bình luận từ trước khi hai quốc gia này chính thức gia nhập, đây không phải là địa chính trị chiến lược để chống lại Nga. Thì về sau đấy nó mới nộ ra rằng đây là chiến lược để cạnh tranh với Nga Bắc Cực. Mà câu chuyện cạnh tranh với Nga Bắc Cực không dễ với Mỹ nữa, không dễ với Mỹ nữa. Còn về địa chiến lược để mà cạnh tranh với Nga là không thể. Nhưng mà nó cũng giúp cho Hoa Kỳ có một cái chiến thắng là số lượng thành viên từ 30 lên 3 ấy. Đấy được coi là một sự thành công, đúng không? Và để phô trương sức mạnh quân sự của mình. Nhưng mà nó đang nổ xung đột tại Ukraine thì bản thân NATO đâu phô trương được đâu, làm quá phô trương được sức mạnh đâu, đúng không? NATO sẵn sàng nhảy vào Trung Đông nhưng lại không thể giúp ích được cho Ukraine. Bởi câu chuyện Ukraine ngày hôm nay là họ phải đối đầu với gấu Nga. Không phải tự dưng một thế giới phương Tây lại viện trợ một cách nhỏ giọt, không phải tự dưng điều đó. Còn đến ngày hôm nay hô hào này, bí mật đưa quân đội vào rồi đưa quân viễn chinh vào, nó chỉ là lời hù dọa cho hai bên đó, đặc biệt là hù dọa dư luận thôi. Chứ bản thân NATO thừa biết bây giờ đưa càng nhiều quân đội vào trong Ukraine thì càng toang. Bởi vì đây là đây là cuộc chiến của thế kỷ 21, cuộc chiến của vũ khí hiện đại, chứ không phải là cuộc chiến đến thịt đè người nữa. Không phải cuộc chiến đến thịt đè người nữa. Nga không cần phải đưa quân tới miền Tây, cũng chẳng cần phải đưa quân tới Odessa. Nhưng nhiều những cơ sở căn cứ quân sự như đấy, Nga vẫn dễ dàng để dọn sạch. Những cơ sở đồn trú quân sự của Ukraine không có bóng quân đội nào của Nga cả, nhưng mà nó hoàn toàn không được bình yên. Vậy thì ngày hôm nay nếu như phương Tây đổ bộ quân đội vào, chỉ đưa vào khi mà biết chắc chắn Nga đã không còn tên lửa dẫn đường tầm xa nữa, Nga đang cạn kiệt những hỏa lực có độ chính xác cao, thì họ mới tự tin đưa vào thôi. Chứ trong bối cảnh bây giờ mà đưa vào thì chỉ có một ối rồi thôi. Họ sẽ ra về bằng quan tài kẽm trước khi có mặt ở trên chiến trường. Ngài Medvedev đã tuyên bố rồi, điều đó xảy ra chúng ta cần phải trao thưởng cho binh sĩ chiến trường để săn lùng lính NATO và kiên quyết không bắt tù binh là lính NATO. Kiên quyết bắt. Vậy thì bản thân phương Tây hù dọa rằng đưa quân đội vào, nó đe dọa đưa quân đội vào, nó chỉ là áp lực dành cho quần chúng nhân dân ở châu Âu thôi, chứ sao đưa quân đội vào được. Về việc này, ông Quang bình luận rằng nếu như phương Tây tự tin đưa quân đội vào có nghĩa là Nga đang suy yếu và phương Tây đang nắm lợi thế ở trong tay. Còn khi chưa nắm lợi thế còn lâu mới dám đưa quân vào, làm sao dám? Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky bất ngờ lên tiếng về lực lượng vũ trang của mình. Theo hãng tin của Nga RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Zelensky hôm qua thừa nhận lực lượng vũ trang nước này có thể sớm cạn kiệt tên lửa phòng không do cường độ pháo kích quá cao. Có thể sớm tức là hết bố nó rồi. Gần đây HIMARS liên tục tấn công Crimea với lại Belgorod, cứ chục quả một nhưng toàn bị Nga để đánh chặn thôi. Tức là hệ thống HIMARS ngày hôm nay gần như không còn hiệu quả nữa, tấn công không còn hiệu quả nữa, mà bị Nga bắt bài rồi. Thế bây giờ đến lá chắn phòng không, lá chắn phòng không của phương Tây viện trợ Ukraine hiệu quả hay không cứ nhìn vào mạng lưới điện, cứ nhìn vào cái trung tâm hậu cần của Ukraine.
là thấy rõ được đấy. Cứ nhìn những cơ sở đồn trú lính đinh thuê hay các chuyên gia nước ngoài có mặt thì chúng ta biết rằng hệ thống phòng không của phương tiện viện trợ hoạt động có hiệu quả hay không. Bởi vì những cái nơi mà Nga phá hủy đều là những nơi có giá trị rất là cao để hỗ trợ cho an ninh kinh tế cũng như là quân sự, thì lại không được bảo vệ. Thì không hiểu là sự hiệu quả của lá chắn không phương Tây nó đang được bảo vệ khu vực nào, hay chỉ bảo vệ mỗi dinh thự của ông Zelensky thôi. Ông Zelensky cho biết là có những thời điểm tại Ukraine chỉ tên lửa Patriot hoặc là loại tương tự mới có thể hoạt động này. Vì vậy lực lượng vũ trang Ukraine phải chọn đối tượng cần bảo vệ này, chọn địa điểm này, chọn địa điểm này hay là địa điểm khác. Cùng ngày thì trong một cuộc phỏng vấn truyền hình, Tổng thống Zelensky bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng của Tổng thống Pháp Macron về khả năng gửi quân Ukraine, trong đó có khả năng cử giảng viên quân sự và thợ máy tới Ukraine, cũng như là ý tưởng triển khai quân đội nước ngoài ở biên giới với Beirut. Trong khi đó, trả lời hãng tin Novosti thì Phó Chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia vùng vùng Sevastopol ấy, thành viên Ủy ban các vấn đề quốc tế cho rằng nếu được triển khai, binh lính Pháp sẽ coi là lính đánh thuê ở Ukraine, và đối với quân Nga đây sẽ là lực lượng bất hợp pháp và Nga sẽ không bắt làm tù binh mà sẽ tiêu diệt nó. Nhưng một ý tưởng mới được đưa ra là đưa lực lượng quân đội của NATO vào để thay thế cho lực lượng Ukraine đang ở xung quanh Kiev và sườn phía bắc của Ukraine đấy, và giải phóng lực lượng đấy đi tới đó là miền đông và đông bắc cũng như là khu vực phía nam. Đó là một ý tưởng. Nhưng dù là bất kỳ ý tưởng nào thì đối với Nga đều là những lực lượng bất hợp pháp. Nga có quyền để tấn công trực tiếp vào nó. Trong khi đó thì Ukraine và NATO đang đối diện một mối đe dọa nghiêm trọng trước cuộc tấn công mùa hè của Nga. Chưa biết là quy mô cuộc tấn công này có xảy ra hay không và lớn như thế nào, nhưng thời điểm này cả cái sườn đông NATO đang phải đối diện với một thực tế này. Mặc dù họ đã liên tục đưa ra lời tuyên truyền đe dọa rằng Nga sẽ không dừng lại ở tại Ukraine đâu, tức là phải hỗ trợ cho Ukraine đấy, phải hỗ trợ cho Ukraine và ngăn chặn đà chiến thắng của Nga đấy. Tuy nhiên thì họ chưa bao giờ thấy những cái dấu hiệu cho thấy rằng Nga sẽ tiến vào NATO, nhưng đến bây giờ đang có dấu hiệu Nga chuẩn bị cho một trận đánh lớn vào mùa hè, thì phương Tây tập thể lại chưa phương án để hỗ trợ cho Ukraine mà đang bắt đầu hoang mang hoảng sợ và cảnh báo Ukraine có thể đối diện với những ngày tháng thảm khốc. Còn ông Zelensky tuyên bố rồi, thảm khốc thì cũng thảm khốc rồi, còn nếu Mỹ cùng với châu Âu mà không viện trợ thì toàn bộ lực lượng vũ trang Ukraine rút lui, và rút lui đi tới đâu có lẽ thế giới phương Tây cũng đã biết rồi. Đó. Số lượng đạn dược còn lại quá ít sẽ không đủ cho lực lượng Ukraine sử dụng trên chiến trường trong bối cảnh nước này chuẩn bị đối phó với đợt tấn công mới của Nga vào mùa hè. Cơn khát đạn pháo để kìm chân Ukraine kíp lái tại một vị trí chiến đấu ở miền đông Ukraine có 33 viên đạn cho hệ thống pháo binh trong hầm chứa đạn này. Các viên đạn được xếp ngay ngắn ở cạnh tường. Sau khi khai hỏa một khẩu pháo, chỉ còn lại 17 viên đạn, nghĩa là đã tốn hơn một nửa số đạn pháo của kíp lái. 33 viên đạn để giải quyết được cái gì? Một trận pháo kích của nó phải sử dụng tới cả 100 viên đạn. Chứ cái loại chục hơn chục quả chả giải quyết cái gì cả. Người ta gọi là pháo binh thì cần phải sử dụng spam, đúng không? Dàn trận và spam vào lực lượng của đối phương thì nó mới ăn thua được, bắn được các cự ly khác nhau. Đó. Kho đạn dược cạn kiệt này nhanh chóng là dấu hiệu cho thấy nguồn cung đạn pháo của Ukraine đang suy giảm, ngay cả khi các cuộc tấn công của Nga vẫn đang tiếp diễn liên tục không ngừng nghỉ. Đạn pháo quyết định kết quả trận chiến. Bên nào có nhiều đạn pháo hơn sẽ giành chiến thắng, vị đại úy, một chỉ huy của lực lượng pháo binh Ukraine chia sẻ. Hiện tại Nga đang có nhiều đạn pháo hơn Ukraine, trong khi đó quân đội Ukraine đang nỗ lực tìm kiếm đạn dược ở các loại vũ khí sau nhiều tháng Quốc hội Mỹ vẫn trì hoãn, chưa thông qua gói viện trợ để giúp cho Ukraine. Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn dược nghiêm trọng cùng với lá chắn phòng không. Đây được coi là sự suy yếu của thế giới phương Tây ngày hôm nay. Trong khi đó Ukraine đang phải đối diện với một cái tiền tuyến dài tới 1000 cây số.
Không thể mong đợi các binh sĩ chiến đấu mà không có đạn dược. Đó là điều cơ bản. Một nhà phân tích của cơ quan nghiên cứu quốc phòng Thụy Điển cho biết. Còn Estonia đưa ra cảnh báo. Nga hiện tại đang có số lượng đạn pháo. Đang số lượng nguồn lực gấp 15 lần so với lại Ukraine. Đây chính là mối đe dọa nghiêm trọng với Ukraine và NATO thôi. Nga chuẩn bị gì cho cuộc tấn công mùa hè? Về phía Nga thì quân đội nước này đã phát triển các chiến thuật tương đối là hiệu quả để tấn công các chiến hào trong điều kiện Ukraine không sử dụng đó là pháo hạng nặng. Nga đã tận dụng cơ hội này để tiến về phía trước bằng cách là tiến hành các đợt pháo kích trong khi máy bay của Moscow vẫn nằm ngoài phạm vi phòng thủ của Kiev. Trước các đợt tấn công vào mùa hè năm 2023 của Ukraine đã thất bại. Và đến ngày hôm nay, Nga đã chuyển từ phòng thủ chủ động sang chủ động tấn công. Được coi là một giải pháp để đẩy lùi quân Nga về miền Tây. Và đây là cái giải pháp để chấm dứt đó là xung đột. Khi mà thế giới phương Tây vẫn chưa quan tâm tới đàm phán hòa bình với Nga. Trong khi đó Nga vẫn tiếp tục tấn công vào các sân bay quân sự và điểm triển khai lính đánh thuê cũng như là những cơ sở hạ tầng quân sự trọng yếu. Quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tấn công tập thể vào ban đêm này nhằm vào các doanh nghiệp của khu liên hợp công nghiệp quân sự của Ukraine, các sân bay quân sự và các điểm triển khai tạm thời cho lính đánh thuê. Mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được, Bộ phòng Nga tuyên bố. Tối nay lực lượng vũ trang của Liên bang Nga đã phát động một cuộc tấn công nhóm bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao trên chiến trường và trên biển và trên không. Máy bay không người lái nhằm vào các doanh nghiệp công nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine sản xuất và sửa chữa các trang thiết bị như ô tô UAV và một số trang thiết bị khác. Mọi mục tiêu đặt ra đã đạt được. Còn Ukraine thì đang cạn kiệt về lá chắn phòng không. Trước sự tuyệt vọng của ông Zelensky thì trong ngày hôm qua, Zelensky đã ra mệnh lệnh để tấn công vào nhà máy điện Zaporizhia cũng như hàng chục quả tên lửa HIMARS và UAV vào vùng Belgorod và vùng Kursk, nhưng tất cả đều bị ngăn chặn. Còn câu chuyện tấn công của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, đây là động thái mà Ukraine đang tống tiền châu Âu, bởi vì nếu như nhà máy điện này phát nổ thì gần như là toàn bộ châu Âu dính đỏ, gần như toàn bộ châu Âu dính đỏ. Cho nên là bản thân Ukraine, ông Zelensky đang trong thế tuyệt vọng thì đưa ra cái thông điệp để tấn công nhà máy điện Zaporizhia. Trạng thái tuyệt vọng khiến Zelensky ra lệnh tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia này nhằm tạo ra tiếng vang trên thế giới, lấy lại sự chú ý của phương Tây và xin tiền. Rogov, chủ tịch ủy ban và các vấn đề chủ quyền, dự án yêu nước và hỗ trợ cựu chiến binh thuộc phòng cộng đồng Liên bang Nga chia sẻ điều này với Sputnik. Một ngày trước đó, dịch vụ báo chí của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia thông tin là các máy bay không người lái quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công nhà máy trong khu vực cảng hàng hóa và cảng Nitoushia, đã xác nhận là không có thiệt hại cho cơ sở hạ tầng quan trọng hoặc làm gián đoạn hoạt động của hệ thống. Chính vì hành động của chủ nghĩa phát xít, cho nên ngay từ giai đoạn đầu Nga đã phải tính toán kiểm soát nhà máy điện hạt nhân rồi. Còn nếu như bây giờ nhà máy điện hạt nhân nằm trong tay của Ukraine, nó sẽ là trở thành cơ sở để sử dụng đe dọa và ra điều kiện với Nga. Và kết quả ngày hôm nay Nga đã kiểm soát nó. Zelensky rơi vào tình trạng cuồng loạn này. Ông ta tuyệt vọng, mọi thứ đang sụp đổ ở phía trước. Ông ta cần ít nhất một số chiến công này nào đó để thực hiện những việc có thể xảy ra. Do đó ông ta lên ra lệnh tấn công nhà máy điện Zaporizhia. Ngày hôm nay ông Zelensky có một cơ hội để nổi tiếng, nhưng mà ông ta đã phớt lờ và từ chối. Đó là bình luận với nhà báo Carson thì chắc chắn sẽ nổi tiếng, sẽ được rất nhiều người quan tâm xem ông Carson đặt câu hỏi gì với ông Zelensky và Zelensky trả lời như thế nào. Nhưng bản thân Zelensky đã từ chối điều đấy, phớt lờ về cái cuộc phỏng vấn đấy. Bởi vì Zelensky thừa biết nếu như phải trả lời trực tiếp với lại Carson một cách độc lập không người nhắc bài, rất có thể là một loạt những sự trả lời sai và sẽ mất lòng ra thế giới phương Tây. Cho nên chính quyền Nhà Trắng đã yêu cầu
là ông Zelensky bị mù câm điếc trong cái yêu cầu phỏng vấn với ông Carson đấy, bị mù câm điếc. Trong đó ngày hôm nay Tổng thống Putin nói rằng chủ mưu phá hoại cuộc khủng bố ở ngoại ô Moscow với mục tiêu duy nhất là phá hoại tinh thần đoàn kết của dân tộc Nga. Đây mới là ý đồ thực sự. Phát biểu tại đại hội lần thứ 12 của Liên hiệp Công đoàn Độc lập của Nga ngày 4 tháng 4 giờ địa phương, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng là những kẻ chủ mưu dàn dựng vụ tấn công khủng bố tại nhà hát ở ngoại ô Moscow hồi tháng 3 vừa qua đang tìm cách làm suy yếu sự đoàn kết của dân tộc Nga. Nhưng mà trong cái sự kiện này, nhân dân Nga đã thể hiện một tinh thần đoàn kết vô cùng lớn, đã giáng một đòn chí mạng không hề nhẹ vào thế giới phương Tây. Và cũng sau sự kiện này thì một loạt các chàng trai của Liên bang Nga đã tình nguyện xin nhập ngũ để trả thù. Tức là tinh thần dân tộc Nga lại càng đoàn kết hơn, chứ không bị suy yếu đi. Ông nói rằng dựa trên báo cáo của các nhà điều tra có cơ sở để tin rằng mục tiêu chính của những kẻ chủ mưu đứng sau vụ tấn công khủng bố tại nhà hát ở ngoại ô Moscow nhằm phá hoại tinh thần đoàn kết của người dân Nga. Ông khẳng định rằng là điều kiện quan trọng nhất đối với sự thành công của Nga là tinh thần đoàn kết của một xã hội đa sắc tộc tại nước này, đồng thời nhấn mạnh đây là điều kiện cơ bản chính yếu đối với thành công của nước Nga ngày hôm nay. Theo số liệu mới nhất thì vụ tấn công khủng bố xảy ra tại nhà hát ngày 22 tháng 3 đã khiến 144 người thiệt mạng, 551 người bị thương. Ngày 44, cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB thông báo đã bắt giữ thêm 3 đối tượng nữa có liên quan tới vụ đó là khủng bố. Đây cũng là một sự kiện mà chính Ukraine và NATO đang đối diện với một kịch bản mới đến từ Nga này, một mối đe dọa mới đến từ Nga này. Nhưng mà trong cái mối đe dọa lớn như thế nào, nó sẽ phụ thuộc vào chuyến công du của Tổng thống Putin đi tới Bắc Kinh. Vũ Quang vẫn nhận định như vậy. Khi mà Tổng thống Putin đi Bắc Kinh về, lằng nhằng lại có một bài phát biểu dài khoảng gần giờ đồng hồ nữa, thì mọi thứ là ối rồi đấy. Sau bài phát biểu đấy, sẽ có một mệnh lệnh là chúng ta quyết định mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt vì những gì mà phương Tây không quan tâm tới hòa bình, không quan tâm lợi ích an ninh của Nga. Chúng ta cần phải đạt được mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt của mình bằng vũ lực. Lúc đó là ối rồi. Beirut thì tuyên bố là đã sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh. Và ngày mai Beirut cũng tuyên bố rằng là rút khỏi học thuyết an ninh quan trọng ở châu Âu. Mẹ châu Âu thích cho mình làm bố đời thì cho đứng một mình luôn. Với quyết định được đứng ngoài hiệp ước các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu ấy, Beirut có thể mở rộng năng lực của quân đội nước này. Trước Beirut, Nga là quốc gia đầu tiên đình chỉ việc tham gia hiệp ước đến năm 2003, đã rút hoàn toàn khỏi đó là CFE. Đây là hiệp ước vũ khí thông thường. ABC News dẫn tuyên bố của Tổng thống Beirut Lukashenko cho biết là nước này sẽ đình chỉ việc tham gia hiệp ước các lực lượng vũ trang thông thường ở tại châu Âu này, vốn từng là học thuyết an ninh quan trọng của lục địa già. Hiện dự luật về vấn đề này đã được trình Hạ viện xem xét. CFE được ký kết tại Paris vào tháng 11 năm 1990 bởi 16 nước thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và 6 thành viên của Tổ chức Hiệp ước Varsava đấy, nhằm giảm căng thẳng giữa hai khối. Nhưng gần như là các hiệp ước này đều mang lại lợi ích chính cho Hoa Kỳ, chứ không phải là bảo vệ những cái quyền lợi cho toàn bộ khối. Và đến ngày hôm nay thì cái mong muốn và kế hoạch đó của Mỹ đang dần vỡ vụn thành từng mảnh. Càng nhìn vào bàn cờ quân sự giới và các nước cờ của Hoa Kỳ đi, chúng ta lại càng thấy thế tuyệt vọng của nó. Zelensky thì đang nhìn thấy sự bất lực của lực lượng quân đội vũ trang của mình, cạn kiệt đạn dược khí tài hệ thống phòng không. Trong khi đó thì Nga thì ném bom tầm xa dữ dội, ông Zelensky lo hết tên lửa phòng không. Gần đây Nga rất tích cực sử dụng bom lựa, đó là FAB đấy, rất tích cực sử dụng loại bom đấy. Và Ukraine cũng như NATO đang ái ngại về quả bom 3.000 kg, nó sẽ chỉ đứng sau vũ khí hạt nhân chiến thuật. Còn về mức nổ và
mức độ độ người ta gọi là gây sát thương, có thể nói rằng là tương đương với lại bom hạt nhân chiến thuật. Nó chỉ khác là không có phóng xạ thôi. Lực lượng phòng không Ukraine đang đối mặt với tình trạng không mấy khả quan sau nhiều tuần Nga tấn công hệ thống năng lượng ở các thị trấn và thành phố của nước này bằng việc sử dụng tên lửa và máy bay không người lái. Gần đây Nga cũng tích cực sử dụng bom lượn để thực hiện những đòn tấn công lớn vào phòng tuyến của Nga. Trong một video được phát sóng ngày 6 tháng 4, Tổng thống Ukraine Zelensky đã bày tỏ lo ngại về việc nước này có thể sẽ hết tên lửa phòng không nếu phía Nga tiếp tục chiến dịch ném bom tầm xa dữ dội. Nếu họ tiếp tục tấn công Ukraine hàng ngày như cách họ làm trong tháng trước, chúng tôi có thể hết tên lửa và các đối tác của chúng tôi biết rõ điều đó, ông Zelensky cho hay. Ông Zelensky từ nhiều tuần nay đã kêu gọi các đồng minh viện trợ thêm hệ thống phòng không, bởi ông nhấn mạnh rằng Ukraine dù có đủ số lượng trong kho dự trữ để đối phó với các đợt tấn công ồ ạt của Nga ở thời điểm hiện tại, nhưng nước này phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về những gì cần phải bảo vệ, vì không có đầy đủ lá chắn phòng không cũng như là số lượng tên lửa để bảo vệ trên toàn bộ lãnh thổ của Nga được. Ngày hôm qua, Tu-95 của Nga tiếp tục tấn công ồ ạt tên lửa vào lãnh thổ của Ukraine. Còi báo động không kích lại vang lên, vang rền khắp đất nước Ukraine. Cứ nhìn vào những cái chiến đấu cơ của anh tặc cơ của Nga thực hiện tấn công tên lửa như vậy thì thử hỏi rằng phương Tây tập thể chờ đợi đến bao giờ thì Nga sẽ suy yếu? Chờ đợi đến khi nào thì Nga suy yếu? Nghe có vẻ nó khó khăn. Mọi thứ đang xa vời thực tế với những mong muốn của phương Tây tập thể ngày hôm nay. Và đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị và bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.